dạ em lâm nhà đất xin mình chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh lâm nhà đất nha mến chúc quý cô chú anh chị một ngày mới thật là nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe nha cô chú anh chị hôm nay tiếp tục em lại review cho cô chú anh chị một cái sản phẩm nhà phố à, đây nằm phía sau lưng em đây nha Đây, này phía sau là rộng 3 mét bảy mét đến mét rưỡi nha cô chú anh chị à, thì uh, căn nhà này nằm tại uh, xã vĩnh thạnh cái thành phố biển nha trang nha đó thì hôm nay em sẽ review cho cô chú anh chị một cái căn nhà thì xung quanh đầy đủ tiện ích dân cư À, như trường chợ chỉ tầm trong bán kính là bốn ba bốn trăm mét thôi nha cô chú anh chị thì bây giờ em sẽ review cho anh chị xem cái căn nhà này như thế nào nha đây nha anh chị hiện tại là em đang đứng trên cái con đường gò nhựa nha anh chị nha đó đường này là hiện trạng đường rộng bốn mét nha cô chú anh chị bốn 5 mét nha đó ô tô đi lại vi vu nha đó thì uh, từ vị trí này cô chú anh chị đi cho con mình đi học ở như trường trung học cơ sở vĩnh thạnh à về chợ ga đi đường này nha anh chị chỉ tầm ba trăm mét thôi là cô chú anh chị đã đi ra được nè nào là ủy ban nhân dân sẽ Vĩnh Thạnh này rồi trường học này chợ này đó về đi ra cái đường 23 tháng 10 chỉ mất tầm bốn trăm mét thôi nha cô chú anh chị rất là gần luôn thì hiện tại thì căn nhà này đang được thiết kế với cho những cô những vợ chồng trẻ mới cưới nha cô chú anh chị vợ chồng trẻ mới cưới thôi nha hiện tại căn nhà này á, là bên trong là chỉ có là công năng là hai phòng ngủ hai công trình nhà vệ sinh thôi nha anh chị nhưng mà á, đưa một cái á, là không gian ở dưới tầng trệt đó khá là rộng rãi nha cô chú anh chị khá là rộng rãi luôn rất là rộng tại vì diện tích đất ở đây là 112 trăm mét full đất ở nông thôn luôn nha cô chú anh chị đó hiện tại thì xung quanh dân cư ở đây ở hiện hữu rồi nhưng mà hiện tại thì em đang thấy cái đường này hiện trạng là à, em chưa thấy nó làm đường cống nước thoát hạ tầng ở đây nhiều nha anh chị nha nhưng mà trong tương lai thì sắp tới sẽ làm đầy đủ cho cô chú anh chị về cơ sở hạ tầng cống nước thoát ở đây nha cô chú anh chị nha đó cái đường này là đường hiện trạng là đường 3m thôi đường 3m thôi nhưng mà chưa có quy hoạch rộng mở rộng nha cô chú anh chị đó thì trong đây thì hiện tại thì lúc trước đường này đã đổ bê tông rồi đó, nhưng mà bây giờ đi cũng đi lại khá nhiều quá nhưng mà dân thì nhà nước làm sợ hết tiền nên làm nên cái đường nó sẽ bị bể hơi nhiều nha anh chị đó đó hiện tại thì xung chung trong, trong ở đây á thì đều là những toàn những căn nhà mới nha anh chị à, hầu như nhà mới luôn đó cái nhà kia mới xây xong rồi nhà bán chưa có nội thất nè đó là quanh cũng gần 3 tỷ rồi đó ha à, xung quanh thì bên cạnh căn nhà này hiện tại đang có đất trống thì cô chú anh chị có để ô tô vào đây nha còn không thì có thể chạy ô tô thẳng vào trong nhà nha cô chú anh chị đó đây cái nhà em review cho cô chú vậy đây nhà này một trệt một lầu nha cô chú anh chị nha đó đây 40 mươi một này Ngọn ngựa này đó hiện tại thì ô tô đi vào bên trong đây nha cô chú anh chị căn nhà này là có bề ngang là 5 mét nha cô chú anh chị nha 5 mét chiều sâu lên tận tới 22 mét luôn thì bên trong phía trước đây anh chủ nhà thiết kế để xe máy và ô tô rất là rộng rãi và thoáng mát nha cô chú anh chị đó, thì bây giờ anh sẽ đi vào bên trong nha. Đó, nhà này mới xây luôn, hiện tại còn rất mới nha cô chú anh chị. đó bên đây thì anh chủ nhà có uh, rất là đam mê cây xanh và thiết kế thêm cái bộ tiểu cảnh ở đây, về bàn ghế để ngồi đây uống cà phê uh, buổi sáng hoặc là buổi tối nha anh chị nha. đó còn trên phía bên trên thì có thiết kế một cái mái tôn để ngồi đây tránh uh, nắng tránh mưa luôn nha anh chị. Đó. cửa thì cửa thiết kế rất hiện đại luôn, cửa nhôm xin pha nha, Đời mới nha cô chú anh chị. Đó, bây giờ sẽ đi vào bên trong nha nhà này em đang quay lúc 11 giờ nha cô chú anh chị 11 giờ thôi hiện tại thì em đang thấy rất là mát mẻ đó đây là không gian phòng khách nha cô chú anh chị nha đó tất cả những cái nội thất ở đây là anh chị chủ nhà để lại cho quý cô chú anh chị luôn đó khá là rộng rãi nha anh chị với diện tích đất là 112,6 mét vuông đó hướng này là hướng nhà là hướng tây nam nha cô chú anh chị tất cả nhà lại còn mới luôn đó riêng cái bộ PC này thì à, anh chủ nhà mang đi nha thì không phải của ảnh đó nên còn mấy cái này thì để lại cho cô chú anh chị luôn đó bên đây là có cầu thang nè cũng bé rất là đẹp luôn với cái tông màu trắng nè nhìn rất là sang nha anh chị về xung quanh bên trên cầu thang đây sẽ có những cái bức tranh ảnh như thế này hiện tại anh chủ nhà đang kêu thêm nhưng mà à, thời kỳ à, cuối tháng cuối năm rồi anh cũng kịp tiền xây vốn làm ăn á tính tính là mua cái nhà này để xây ở nhưng mà bây giờ kẹt quá bây giờ muốn xem nhiều lại cho anh chị vợ chồng cô chú nào để mua ở đây ở nha đó hiện tại thì dân cư ở đây đầy đủ rồi rất yên tĩnh nha cô chú anh chị ha đó đây đây là em đang đứng trong nhà nè nhìn ra ngoài khoảng khoảng sân này anh chị rất là rộng rãi nha đó bên đây là cây xanh nè bàn ghế nè xe máy ở đây hoặc là chiếc ô tô nha anh chị nha đó, bên trên cái phòng không gian phòng khách này á, sẽ có một cái đèn trùm như thế này nha anh chị à, rất là đẹp nha đây hệ thống đèn led tròn cao đời mới luôn đó thì có những cái nội thất thì chưa đầy đủ thôi anh chị mua về bổ sung thêm nha đó và tiếp nối với cái phòng khách đây á thì sẽ đi đến cái không gian bàn ăn về khu vực bếp này nha anh chị ha. À, thì anh chủ nhà này thiết kế rất là tâm đắc rất là đúng phong thủy luôn đó đây nha cô chú anh chị à, cái bộ công năng nội thất này của bếp này. À tivi bên này, đây là có cái uh, tủ lạnh này, tủ lạnh của Electrolux nè, đời mới nha anh chị nha. Đó, còn bên đây là cái bếp này, phong thủy đó, phong thủy luôn. Đó, bên đây có bồn rửa đầy đủ. Nội thất thì nhìn nó rất là xịn mình nha anh chị nha. Đó, còn phía sau đây thì anh chủ nhà thiết kế một cái bự một cái bộ cửa nó rộng ở đây để ra không gian phía sau nha anh chị à như phía sau đây thì đang có sẵn một cái nhà vệ, sinh và sau đây thì anh chủ nhà đang thiết kế làm cái uh, không gian để uh, phía sau đây để giặt nha anh chị giặt đồ nha đó còn cái bộ bàn ghế đây nhìn vô nhìn cái cái ghế giống như uh, bộ da của uh, rất là xịn màu tông màu cam nè nhìn như gucci ấy. đấy đó, bộ bàn ăn dành cho 6 người 6 đến 7 người nha cô chú anh chị Ừ. rồi phía sau đây là sẽ có một không gian cái à, à, sân phơi này đó đầy đủ đó, bên đây là cái máy giặt nè máy giặt để lại cho cô chú anh chị luôn rồi bên trên đây thì hiện tại là đang có lập tôn nha anh chị nha lập tôn đây hết rồi đó tường thì tường gạch nhìn cho nó à, nhìn cho nó đơn giản thôi nhưng mà nói chung là chia lại chắc chắn là được thì phía sau đây cái thế đất nó hơi bị xéo nha cô chú anh chị ha à, đó còn không gian phía sau đây sẽ có một cái nhà vệ sinh chung ở dưới cho tầng trọn này nha anh chị ha bên đây là trong đây sẽ có như vòi tắm này bồn cầu này còn phía ngồi đây thì rửa tay qua đây ha đi tôi lấy xong thì đây đây mới rửa tay nha cô chú anh chị ha đó rất là rộng rãi căn nhà này hiện tại là giá em thấy là cũng được nói chung cũng được mua để ở và chồng mới cưới ha có một số tiền nhỏ thôi giá rất là giá thì rất là rẻ luôn À, mua giờ mất công xây lên uh, sau thời gian rồi mua bổ sung nội thoát vô nữa đó đây là từ bên trong em nhìn ra phòng khách này à, rất là rộng rãi nha cô chú anh chị đó bây giờ em sẽ đi lên tầng trên quay cho cô chú anh chị xem nha căn nhà này chị uh, thiết kế công năng là hai phòng ngủ hai công trình nhà vệ sinh thôi còn có không gian ở phía dưới tầng trệt để không gian sinh học chung nha rất là rộng rãi đó đây nè đi lên tầng trên cầu thang thì không gian phía giữa ở đây á uh, là phía dưới đây là phòng ngủ dành cho vợ chồng này, phía sau đây thì anh chủ nhà à, thiết kế cái phòng ngủ này dành cho con cái mình nha, với cái nước sơn màu hồng nha anh chị, anh nhìn vô biết phòng ngủ của con mình rồi, của đứa con gái mình. đó, đây là không gian labo này, nó rửa tay này, đó. còn bên đây là tắm và bồn cầu ở trong đây. hiện tại trong nhà vệ sinh này thì có sẵn một cái bồn tắm như thế này nha anh chị nha đó và có một khung cửa sổ này để khi uh, có ánh sáng vào đây nha anh chị, à, mình không bị uh, như mình mình phơi uh, khăn đồ trong đây nè có ánh sáng vào bên trong thì việc bị, bị khủng sẽ tốt hơn đó đây không gian phòng ngủ phía sau nè nhỏ nhỏ xinh xinh thôi với tông màu hồng đó có bộ cửa này chia lại anh chủ nhà thiết kế cho con mình rất là tâm đắc nha cô chú anh chị đó còn bên trên đây thì chưa có máy lạnh nha anh chị nha còn cái hệ thống đèn thì quá đẹp rồi đó quá đẹp cửa nhôm sinh xe rất chắc chắn luôn chứ không phải là bé cửa à, dỗm nha anh chị nha đó bên đây có cái bức tranh nè có đèn nha anh chị nha có đèn luôn hay để mở lên cho anh chị xem nè có đèn đây chắc là chưa bắt điện đó còn bên đây trước đây thì đang là cái phòng ngủ dành cho vợ chồng ở đây đó nhưng mà hiện tại thì chưa mới có cái hệ thống bàn trang điểm về cái bè một cái kệ để tivi thôi nha anh chị à. Đó, thì nhà cũng đang uh, phía trước này cũng chưa có giường ngủ. Cô chú anh chị giờ bổ sung thêm tủ giường nha anh chị nha. Đó, rất là rộng rãi luôn. Đó, thì bên trên thì uh, thiết kế uh, hệ thống trần thạch cao đèn lý như thế này nha anh chị. Nhưng mà bên trên thì không phải mê đúc nha. Đây trên đây thì lập tôn thôi, lập tôn thôi nha anh chị nha. Đó, đây phía đây mình sẽ có một cái ban công mà nhìn ra bên ngoài này. bên đây có một cái ô cửa sổ lớn này. Đó. Đây nha. Đó, tại em đang Chị ra bên ngoài nhìn nè anh chị hướng này hướng tây nam nha cô chú anh chị thì hướng tây nam mà nó cũng đúng buổi trưa rồi nó cũng khá gắt ha à, nhưng mà hướng nam thì lúc này cũng có không khí vào bên trong nhà nha cô chú anh chị đó tiền ở xung quanh thì đầy đủ dân cư rồi thì hiện tại anh chủ nhà đang kẹt tiền á nên cần bán với mức giá là 2 tỷ 900 triệu nha anh chị bao toàn bộ thuế phí sang tên cho cô chú anh chị luôn nội thất để lại cho cô chú anh chị luôn nha đó thì nếu như cô chú anh chị nào quan tâm cái sản phẩm bất động sản này á thì hãy liên hệ ngay qua số điện thoại kem lâm nhé và nhớ đừng quên tặng cho em một nút like và đăng ký kênh để đón xem những bất động sản đẹp tại thành phố biển nha trang xinh đẹp nha